một cái tên không quá xa lạ đối với cộng đồng mạng xã hội Việt Nam. Đây thực chất là một tổ chức phản động núp dưới chiêu bài đấu tranh dân chủ, nhân quyền để có tiền và tiến hành dụ dỗ, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân tham gia các hoạt động tụ tập, biểu tình, gây rối an ninh trật tự nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Với các hành vi vi phạm không thể chối cãi, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 6 bị can là thành viên của Hội Anh em Dân chủ gồm Nguyễn Văn Đài, Lê Thu Hà, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Trương Minh Đức và Nguyễn Bắc Truyển trong vụ án Nguyễn Văn Đài cùng đồng bọn hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là điều mà các đối tượng phản động hết sức nguy hiểm. Mặc dù đã được các cơ quan chức năng giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở, nhưng ngày càng tỏ ra ngoan cố và có các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng nhằm mục đích lật đổ chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, để đấu tranh làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá chính quyền nhân dân của Hội Anh em Dân chủ, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy triệu tập đối với Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng. Có thể thấy rằng Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng đều là các thành viên giữ vị trí, vai trò quan trọng trong Hội Anh em Dân chủ. Trong đó, Lê Anh Hùng được biết đến là một kẻ tâm thần chính trị, nổi tiếng trong giới dân chủ với khả năng rối loạn hoang tưởng dai dẳng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Và cũng chính khả năng có 102 này mà hắn tỏ ra là một kẻ ngông cuồng, không còn coi ai ra gì, sẵn sàng chửi luôn cả mẹ đẻ, bất chấp các quy định của pháp luật, công khai tuyên truyền xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Trước tình hình đó, Công an thành phố Hà Nội và gia đình đã từng nhiều lần đưa hắn vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc để điều trị bệnh tâm thần phân liệt. Tuy nhiên, sau khi ra trại, Hùng lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, tiếp tục dấn thân vào các hoạt động chống phá đảng, nhà nước, tham gia vào nhiều tổ chức hội nhóm phản động như Nghiên cứu Thể chế, Hội Anh em Dân chủ. Trong đó, Lê Anh Hùng thường xuyên biên soạn, tán phát các tài liệu có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý nhà nước và sự điều hành của chính phủ, bôi nhọ lãnh đạo đảng và nhà nước, đăng tải trên mạng Internet, gửi cho các tổ chức cá nhân phản động, lưu vong người Việt và các thế lực thù địch bên ngoài sử dụng chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh Lê Anh Hùng, Trương Văn Dũng cũng là thành viên quan trọng, cánh tay đắc lực của Hội Anh em Dân chủ. Trước đây, Trương Văn Dũng hành nghề xe ôm. Tuy nhiên, thay vì sống một cuộc sống lương thiện, thì Dũng lại chọn cho mình con đường không giống ai. Đó là chấp nhận dấn thân vào con đường dân chủ, lợi dụng vấn đề tự do dân chủ, nhân quyền để lên mặt dạy đời, thậm chí tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Như vậy, với những hành vi chống phá chính quyền nhân dân, việc Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã gửi giấy triệu tập đối với hai đối tượng Lê Anh Hùng và Trương Văn Dũng, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, là hoàn toàn hợp lý và phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đã và đang cũng như sẽ có hành động lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để chống phá đảng, nhà nước.